Đây là một cái biểu đồ phức tạp để chỉ về cái sự dẫn truyền liên tục continuous propagation của điện thế hoạt động dọc theo một cái sợi trục không được myelin hóa. Ta ôn lại, đây phần trên là một thân tế bào neuron và cái phần phình ra ở đây ta gọi là axon hillock. Và phần đầu chỗ của đoạn đầu của axon gắn vào ta gọi là initial segment. Ta khảo sát ba vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba trên một axon để hiểu rằng một cái điện thế hoạt động sẽ được dẫn truyền như thế nào dọc theo một cái axon. Thứ nhất, khi có một điện thế hoạt động xuất hiện ở initial segment tức là cái đoạn đầu của axon như trong hình này điện thế hoạt động xuất hiện ở đây thì được bôi đỏ lên. Thì cái điện thế giữa hai bên màng tế bào transmembrane potential tại vị trí này sẽ bị khử cực từ âm 70 mV trở thành dương 30 mV. Sở dĩ như vậy là bởi vì cái nồng độ là các cái chất điện giải sodium từ bên ngoài ô ạt đi vào bên trong do cái cổng chủ động của sodium đã mở ra khiến cho sự phân cực ban đầu giữa hai màng tế, giữa hai bên màng tế bào là âm 70 mV thì được cân bằng trở thành 0 và trở thành dương 30 mV. Trong khi đó, đoạn kế cận tức là đoạn số 2, số 3 như trong hình ở đây. Ok. Thì màng tế bào vẫn vẫn phân cực tức là vẫn là âm 70 mV. Tuy nhiên, ở giai đoạn thứ hai thì khi cái nồng độ khi cái sodium natri cộng đi vào và lan tỏa ra cái đoạn kế bên là đoạn số 2 ở đây và nó làm cho ảnh hưởng cho đến làm phải mở cái cổng điện thế voltage gated channel và ở đây và khiến cho cái sự khử cực theo từng cấp nhanh chóng đưa cái màng đoạn thứ hai của màng tế bào đến cái ngưỡng để được khử cực bạn sẽ thấy đoạn thứ hai ban đầu là 70 âm 70 mV sẽ được khử cực từ từ thành 60 âm 60 50 cho đến Zero và đến cái ngưỡng thì sẽ xảy ra một cái giai đoạn thứ ba là điện thế hoạt động xảy ra ở cái đoạn thứ hai. Trong khi đó thì cái đoạn thứ nhất là đã trở về tái cực repolarization, bắt đầu tái cực rồi. Và lúc này thì đoạn thứ hai đang bị khử cực, đang từ âm 70 mV trở thành dương 30 mV. Trong khi đó, đoạn thứ ba thì vẫn đang phân cực như ở giai đoạn nghỉ ngơi, tức là điện thế là âm 70 mV. Sang giai đoạn thứ tư là khi nồng độ sodium ồ ạt từ bên ngoài đi vào trong cái đoạn thứ hai lan ra dọc theo bên thì lại tiếp tục như là phía trước là cái sự đoạn thứ ba sẽ được nâng cấp khử cực nâng cấp đang từ âm 70 thành âm 60 âm 50 0 và cuối cùng đạt đến một cái ngưỡng để bị khử tạo ra một điện thế hoạt động và cứ như vậy là cái sự dẫn lan truyền gọi là propag propagation của điện thế hoạt động tiếp tục lan truyền dọc theo cái sợi trục mà không có hiện tượng bị dập lại không có hiện tượng bị dập lại không mà chỉ có lan theo một chiều mà thôi